Nhanh tay anh chị ơi, chủ cần bán gấp 73.000 mét vuông mặt tiền của đường đá xanh, xe ba gác đi được nhanh chị. Đất nằm trong khu đê bao ba vụ. Khu đê bao ba vụ thì anh chị có thể xả lúa quanh năm nha. Vị trí miếng đất bây giờ sẽ dẫn anh chị vô coi vị trí miếng đất nha anh chị. Đây, vị trí là bên từ bờ ranh bên tay phải nha anh chị, qua tới bờ ranh bên tay trái là tới cái căn nhà có cái hàng cây đó chị. Miếng đất của mình á, thì nó vô 50m. Mặt tiền của miếng đất là được 90m nha anh chị. Mặt tiền tiếp giáp đường đá xanh là 90m. Và vô 50m sẽ mở rộng ra. Mở rộng ra là 300m anh chị. Đất mình là khu đất này thì nó tương đối là vuông vắng anh chị. Thì cái phần mặt tiền tiếp giáp thì nó 90m và nó vô trong 50 thì nó mở rộng ra là 300m. Chiều sâu miếng đất của mình là nó khoảng tầm 220m nha anh chị. Thì lô đất này chủ báo giá với em là 130 trên 1.000 mét vuông nha anh chị. Thì hết đất nó khoảng tầm 9 tỏi. Thì cái khu đất này nó thuận tiện cho mình làm nhà ở hoặc là làm vườn nha anh chị. Thì ở đây thì đường xá đi lại nó khá là thuận tiện. Dù như tiện ích xung quanh thì bây giờ ở đây nó có chợ nha anh chị, trường học, ủy ban thì nó nằm trong bán kính tầm 2 km. Thì ở đây thì như anh chị thấy là cái tuyến đường này thì ở đây dân cư người ta ở nó rất là đông nha, tại vì người ta ở đây từ xưa tới giờ rồi nên là điện nước có đầy đủ hết nha anh chị. Còn cái phần giấy tờ pháp lý thì anh chị yên tâm nha, giấy tờ pháp lý rõ ràng nha, sang tên mua bán trong ngày. Từ vị trí miếng đất nè, anh chị đi lên đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 giờ đồng hồ mình đi xe máy nha anh chị. Rồi bây giờ thì em xin cảm ơn các anh chị đã đón xem video của em nha. Anh chị nhớ follow và đăng ký kênh cho em nha. Rồi em xin chào và tạm biệt anh chị.